Anh ơi, hello. Hello đi. Con đang làm gì đấy? Rớt dẹp. Con đang làm gì đấy? Hả? Sao? Đi chơi hả? Sao con không sao con không bón ngô cho bà đấy? Ừ? Sao con bán bón ngô cho bà đi? À, đó xin chào các bạn đi. Đó chào mà ngò nhó đâu. Chào phải ngó đi chứ. Ở đây đứng hello tay à. Chào các bạn. Rồi, đã đang làm gì nói đi. Ở đây Đạt sẽ giới thiệu các bạn là đi đang chơi gì. Đạt giới thiệu các bạn đi là Đạt đang làm gì. Hả? Bé đứng im đấy, bà đi về bà lấy chứ. Bà đứng im đó, đứng im đó luôn đi. Đứng dưới cũng được. Bà đi về bà lấy dép cho. Bà qua đây bà lấy dép nha. Rớt dép. Ấy. Ấy đúng rồi, bé đi vô giống như anh Đạt vậy đó. Bé đi vô giống như anh Đạt chứ không cần phải đi trên bờ đâu. Đi trên bờ thế này là té ngã đấy. Đây. Mà dép vào. Ê, rồi. Đấy, đi vô. Củ gì? Củ gì? Đã tìm củ gì? Hả? Đó, đi vô cái đường giữa đấy. Đúng rồi. Đã không nói với các bạn à, bé nói các bạn đi. Nhà mình bà có trồng ngô này. Mời các bạn mai mốt đến đây chơi với bé. Ăn ngô, nói đi, bé nói đi. Bé quay qua đây, bé quay qua đây. Bé nói đi. Bé nói thì sao? Xin chào các bạn. Đứng đây nhìn các bạn nói chứ ai mà. Đấy, bé đi trồng ngô này. Mai mốt các bạn tới đây ăn ngô với bé không? Đó. Tìm gì đó Đạt? Con tìm gì đó? Hả? Tìm quả gì đó? Rau đó, cái đó là rau dại mà. Hả? Cái gì? Đâu? Ừ. Tìm thấy được cái gì đấy? Bà kiếm một con cây cối. Sao? Đúng, nhưng mà đường đó có nước ấy. Té xuống nước là chết tôi đấy. Tại vì cái ruộng lúa là nó có nước ấy. Bé thấy không? Đây là cái ruộng lúa nó có nước này. Đây là cái ruộng lúa nó có nước. Đó, mình mà té xuống nước là lội sình đấy. Ở dưới sình lầy không đấy. Bé quay qua đây nè. Ủa gì để trở. Nó trở nó tên nọc nọc mà bà. À con nọc nọc hả? À, nồng nọc, con nồng nọc. Tên nọc nọc, nọc tên S nó nửa ra đây. Đúng. Tên S mẹ đây. À, con S mẹ nó nở ra con nồng nọc hả? Ừ. Ê, không phải đâu, con S mẹ nó đẻ ra cái trứng. Là cái trứng nó nở ra con nồng nọc. Người nồng nọc biết thành S thôi. Ủa, con nồng nọc biết thành con S hả? Hả Đạt? Đúng không? Thì nó ngắn cái đuôi đi. Đúng rồi, thì nó rụng cái đuôi đi, nó thành con ếch. Nha. Hay là Đạt xuống bắt nồng nọc đi. Xuống bắt thử nồng nọc thử coi. Nọc con có thấy đâu, trứng từ đây phun hai bên. Dưới này nè, dưới nước ấy. Dưới nước ở dưới ruộng là nó có con nồng nọc á. Đâu? Ai biết được. Đâu? Con chỉ thấy cái ao nhà ông Cương có nồng nọc thôi. Ao nhà ông Cương chỗ nào nào? Cái ao to mới đảo hả? Ừ. À đúng. Nhưng mà bên đó cái ao đó sâu lắm nha, mai mốt con không được đi xuống ao đó đâu nha. Chết tồi đấy. Cái ao đó là sâu lắm đấy. Cái ao đó mà chết à. Ta họ đã sẽ không hở địa gì nít. Đúng rồi, nước sâu lắm, té xuống là chết đùng ấy. Chết đùng bây
là không thở được. Đúng rồi. Thôi đi ra chơi với anh chị kia đi. Đạt, ở dưới bé ra chơi với anh chị kia đi. Đi. Đi, đi đường này đi, đi. À thích ở đây chơi hả? Sao bé không lấy cúp với cầu, bé vun ngô đi. Em mà đang làm biết vun ngô đâu. Hả? Không biết vun hả? Không. Sao không biết vun? Tại đi đang quên mất. Quên mất á? Nhổ cái rau gì á Đạt? Cái đó là cái cây hôm me đó. Bé đứng xa xa đó. Bé đứng xa xa để cho cậu làm chứ. Ừ. Đâu phải làm đường cho bé đi đâu. Thế là vuông cho cây ngô nó mau lớn thôi. Ừ. Nó sạch hơn hả? Hả? À, con run à? Đào lên nó có con run đấy. Đâu? Kia. Đâu? Con run to quá. Đâu? Đâu? Đây nè. Bốc lên. Đó, đặt khiêu lên. Con bốc nha. Ừ, đặt bốc lên cũng được. Ghê quá, bình lắm. Được, chơi luôn. Có ai mà bốc bao bốc được run như đã đâu. À. À, ghê quá. Đừng để gần em dơ. Anh Đạt chơi, ô oh, rồi. Rồi. Con Jun nó để làm gì biết Đạt biết không? Hả? Con Jun nó để làm gì Đạt biết không? Để đi câu cá. À. Lấy con Jun nó đi câu cá được đấy. Con có chuẩn bị một cái này. Nói đi anh nha. Con bỏ lại. Nó. Con Jun nó đi chui vào dòng đất rồi. Đúng. Đâu, Đạt cũng thấy nó chui đâu. Đâu. Chui rồi, nó chui mất tiêu rồi. Nó có cái hàng á. Ừ. Hôm trước con mấy tôm vãi nó con thấy hàng nó toàn một cái lỗ kiểu sạch cái này. Ừ. Gì vậy? Là gì vậy? À, nghe cái cây nó nổ tung đùng ghê quá hả? À. Hả? Để bé cầm đi à. Con thấy nó kia mà sao con không biết. Con cứ vứt lung tung, đồ chơi của con mà con cứ vứt lung tung mà cho nên đây là đặt lớp siêu nhân đẹp thế này mà đặt vứt lung tung. Hay là chó nó tha. Làm gì mà chó tha? Đặt đem ra ngoài rượu xong rồi đặt vứt lung tung chứ. Con vứt đâu, con nhớ con để nhà rồi. Đâu tránh xa xa ra để cậu làm cho ai mà nhét vô cái chân vô cái cuốc thế. Con một vật chân này một vật đất. Ừ. Con đào mà nó mình. Sao thấy ở trên kia tụi đồng ở đồng văn á, người ta trồng ngô là người ta trồng kèm luôn cái cây rau nữa. À, cây rau ngô luôn hả? Ờ, ý là kèm thêm rau này nó kia rồi nó bí tùm lum hết á. Ai cả? Bạn có ai cả? Khải không cả? Hả? Đang làm mà. Mày xuống đây là phụ chứ lên đây gì? Ba, con gọi giúp thầy không? Được. Tại tao du năm thôi, tao biết được đâu. Trời lắm. Hả? Con ai cầm đem đây? Cứ để đây đi, để đây xin nó cầm. Cứ để đây đi xin. Con để đây xin nó thấy. Để ở đây xin nó thấy chứ không trong không thấy. Bé để đây. Để đây đây. À. Đi trong chào không dài run nó không chập cây đâu. Mày cũng chỉ chờ run. Nó không biết chờ. Nó từ sáng bây giờ nó mới được mấy cây lên này. Thôi. Bé nói xin chào các bạn đi để bữa hồi sau mình sẽ dẫn các bạn ra chơi vườn ngô nữa. Bye bye. Có lúc con quay phim á, quay phim bắt dễu em á, con thấy con bắt được bà con to luôn. Đúng. Bà con to quá. Tối nay đã đi bắt cua không? Đó. Ok. Ba đã đúng yêu nè. Đúng. Đi nha, tối nay đi bắt cua nha. Đó, đi.
Đúng rồi.